Ellie Trần được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Việt. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim như Hoa Cúc Xanh, Những Cô Nàng Độc Thân Làm Mẹ, Khát Vọng Thượng Lưu, Bí Ẩn Song Sinh, Ngọc Trai, Tiểu Thư Vào Bếp, Sài Gòn Dô, Bến Nước 13. Ở tuổi 35, người đẹp sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với không gian sống sang chảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Mỹ. Thời chưa nổi tiếng, Ellie Trần từng sống trọ cùng người mẫu Trà Ngọc Hằng. Sau khi kết hôn chồng Tây, cả hai cùng lao động miệt mài để xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Hiện tại, nữ diễn viên đang cùng các con sinh hoạt trong một căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, không gian được trang trí theo tông màu chủ đạo trắng vàng đầy tinh tế. Ellie Trần đặc biệt yêu thích phòng tắm với thiết kế sang trọng, thường được cô chụp ảnh check-in. Ngoài phòng tắm, khu vực nhà bếp cũng là nơi nữ diễn viên yêu thích. Đây là nơi cô thường xuyên trổ tài nấu nướng cho hai con và là không gian để sau phim Khát Vọng Thượng Lưu bồi dưỡng tình cảm với các nhóc tì. Ngoài căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh, Ellie Trần còn có một căn biệt thự nhỏ ở Mỹ. Không gian được bày trí theo phong cách châu Âu đầy đủ tiện nghi. Hiện tại, Ellie Trần sống cùng hai con, ít khi xuất hiện với chồng Tây. Ở tuổi 35, nữ diễn viên sở hữu cơ ngơi sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.